Gặp lớp của sếp Linh thì em mới tham gia cái gói tổng đại lý thì em cũng cho vợ em dùng và em thì cũng cưới vợ cũng được gần 1 năm thì cũng kiểu như là hiếm muộn thầy. Dạ hiếm muộn á thì em cũng tính dùng kiếm cái thuốc nghe người ta nói thuốc thuốc bắc thuốc nam gì đó để cải thiện. Nhưng mà thì em tham gia công ty thì em nghe những anh chị đi trước thì nói về cái nội tiết tố mình rất là tốt đó. Thì cũng cải thiện những cái tình trạng đấy. Lúc đầu thì em cũng để dùng thử thôi, nhưng mà 1 tháng đầu thì vợ em những cái tình trạng kia một hộp đầu tiên đó, thì nó cải thiện gần như là hoàn toàn cái mấy cái kia. Và đến dùng em chơi vợ em dùng tiếp một hộp thứ hai ấy, thì bắt đầu là vợ em có tin Động vui. thai, động thai. Dạ. Chúc mừng người bố tương lai. Thì từ đấy động thì em muốn nói là cái gửi đến sếp với thầy cái sự biết ơn của em rất lớn đến thầy sếp đã cho ra một cái sản phẩm rất là tuyệt vời như vậy. Và anh hai có đi không? Dạ, và em đang có bầu cho nên là không đi được. Dạ. Với lại em cũng cảm ơn sếp của thầy đã kiến tạo ra một cái chương trình cuộc đời thịnh vượng như thế này để mà em có rất là nhiều cái trải nghiệm quý báu trong cuộc đời em. Thật sự cuộc đời em thì em cũng học rất là nhiều người thầy cô, rồi đi làm công ty thì cũng gặp rất là nhiều người sếp, nhưng mà em chưa bao giờ gặp một người thầy người sếp nào mà tận tâm, mà đến nhân viên mình của mình mà đến từng chi tiết nhỏ nhất đó. Cho nên là em rất là biết ơn thầy và sếp và có cho em có cái cơ hội mà tiếp xúc tất cả các anh chị leader là hướng dẫn cho em trong cái thời gian kinh doanh, cũng như là những cái đồng đội, người đồng đội rất là tuyệt vời. Em cảm ơn tất cả anh chị em của mình. Ok. Dạ. Cảm ơn.